Minh Đường Tử vi hoan hỉ chào đón các cô chú. Chúc các cô chú xem video vui vẻ. Sau đây mời các cô chú đón xem Tử vi tuổi Quý Hợi 1983 năm 2021, 6 tháng cuối năm. Những người tuổi Quý Hợi đều là những người khéo léo trong giao tiếp ứng xử, cho nên họ có rất nhiều mối quan hệ xã hội rộng rãi và được nhiều người yêu quý, tôn trọng. Họ giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc suy nghĩ của mình đó là lý do tại sao bạn thấy tuổi quý hợi luôn luôn vui vẻ thân thiện với mọi người xung quanh họ giỏi kiếm tiền và có thể thành công trên nhiều lĩnh vực họ coi trọng danh dự phẩm chất và chữ tín của bản thân mình bởi vậy mỗi khi đảm nhiệm một công việc trọng trách nào đó tuổi quý hợi luôn cố gắng hoàn thành thật tốt có một số tuổi quý hợi tuy bề ngoài lạnh lùng trầm tư nhưng họ lại có một trái tim giàu tình cảm khi yêu người tuổi hợi mệnh thủy sẵn sàng hy sinh tất cả để khiến người mình yêu vui vẻ hạnh phúc Ngày hôm nay Minh Đường Tử vi xin chia sẻ quý vị và các bạn về tử vi cô chú tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Ở video này chúng tôi sẽ chia sẻ rất chi tiết về công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên và chi tiết tuổi Quý Hợi trong 6 tháng cuối năm 2021. Vận trình của tuổi Quý Hợi trong từng tháng và đặc biệt là cách hóa giải vận hạn của mệnh chủ trong năm Tân Sửu để quý vị và các bạn có một năm mới bình an, vạn sự hanh thông, gặp nhiều may mắn. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay nhé. 1. Tổng quan tử vi tuổi quý hợi trong 6 tháng cuối năm 2021. Tử vi nửa cuối 2021 cho thấy, cô chú tuổi quý hợi sinh năm 1983 sẽ đón khá nhiều cơ hội và thách thức trong thời gian này. Cơ hội phát triển tăng lên đi kèm là thách thức và áp lực, đòi hỏi tâm lý của cô chú phải thật vững vàng thì mới có thể đối phó với mọi biến động có thể xảy tới, từ đó gặt hái được thành công như mong đợi cô chú đừng quá lo lắng, vận quý nhân trong thời gian này của cô chú khá vượng, dù tình huống có khó khăn đến đâu rồi cũng sẽ nhận được sự tương trợ và chỉ đường dẫn lối kịp thời để khơi thông thế bế tắc. Ngoài ra trong thời gian này mưu sự dễ thành, gia đạo ấm êm, con cái học hành chăm ngoan giúp cô chú được nhẹ nhàng đầu óc, tâm lý khá thoải mái. Đặc biệt để hóa giải vận hạn cũng như đón nhiều điều tốt đẹp thì cô chú tuổi quý hợi cần phải mang theo bên mình pháp khí hộ thân kim bài thái tuế. Pháp khí sẽ nghênh đón quý thần, hóa giải hung tinh và từ đó mang cát lành, may mắn, bình an cho cô chú. Hai, vận trình của người tuổi Quý Hợi trong 6 tháng cuối năm 2021 qua từng phương diện. Thứ nhất về sự nghiệp quan vận. Tử vi của cô chú tuổi Quý Hợi nửa cuối năm 2021 cho thấy cơ hội phát triển sự nghiệp của cô chú có dấu hiệu tăng lên cô chú được giao nhiều trọng trách trong tập thể được làm công việc yêu thích đúng sở trường nhờ vậy mà đường tiến thân cũng rộng mở lại thêm sự công nhận của cấp trên và tương trợ kịp thời trong những phút khó khăn của quý nhân sẽ giúp chặng đường phía trước của cô chú nhẹ nhàng hơn trong năm nay ngày chạm tay tới mục tiêu của cô chú không còn xa nữa tuy nhiên cô chú không nên dựa dẫm quá nhiều vào vận may hay sự giúp đỡ của người khác chỉ có tự thân cố gắng giành lấy thì cơ hội mới thật sự thuộc về cô chú nếu không dù có giải quyết được hết nhiệm vụ trong tay thì cũng khó tạo ra được đột phá so với đồng nghiệp bên cạnh thêm nữa cơ hội nhiều hơn đồng nghĩa với thách thức và áp lực cũng không nhỏ cô chú nên chuẩn bị sẵn tâm lý để đối diện với mọi điều xảy đến những lúc mông lung thì cô chú đừng ngần ngại hỏi xin góp ý từ người đi trước ngoài ra cô chú cần mang theo bên mình pháp khí tam hợp quý nhân hợi mão mùi để tăng cường may mắn chiêu cát lành và tài lộc đặc biệt khi sử dụng vòng cô chú sẽ luôn được quý nhân che chở và tương trợ công việc hanh thông quan hệ công việc cũng dần tốt đẹp hơn thứ hai về mặt tài lộc tiền bạc tài vận của cô chú tuổi quý hợi trong nửa cuối năm ở mức bình ổn có dấu hiệu tăng tiến nhẹ thu nhập chủ yếu vẫn đến từ công việc chính tuy có một số cơ hội đầu tư quý nhân mang tới nhưng lợi nhuận tính về lâu dài nên dù hiện tại chưa thu hoạch như mong muốn cô chú cũng chớ nên nản lòng quá sớm hãy cứ chờ đợi thêm rồi cô chú sẽ thu về xứng đáng ngoài ra cô chú cũng có thể chủ động tìm một số công việc tay trái hay làm thêm lúc rảnh để tăng thu nhập việc chi tiêu hàng ngày cũng cần cô chú có kế hoạch cụ thể và quản lý tiền bạc chặt chẽ có như vậy mới có thể tích lũy được khoản tiền không hề nhỏ để nắm bắt được cơ hội có dấu hiệu ê mỏi cơ đau vai gáy cho nên cô chú cần thường xuyên vận động nhẹ và tập các môn thể thao như yoga đi bộ chạy bộ để gân cốt linh hoạt Ngoài ra còn có điểm báo họa huyết quang, tai nạn xe cộ luôn rình rập, cô chú tuổi quý hợi làm gì cũng phải thận trọng. Nhất là những cô chú làm trong các lĩnh vực liên quan đến cơ khí, máy móc giao thông. Để có thể mọi chuyện đều bình an, cô chú tuổi quý hợi hãy sử dụng pháp khí bát bảo tâm kinh, vòng tay sẽ giúp cô chú xua đuổi hung tinh, vận hạn trong thời điểm này. Pháp khí cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ cô chú tuổi quý hợi trong thời gian sắp tới. 3 hung cát từng tháng trong vận trình 6 tháng cuối năm tân sửu của tuổi quý hợi. Thứ nhất tử vi tháng 7 âm lịch. Theo tử vi tháng 7 âm lịch cho thấy cô chú tuổi quý hợi sẽ có một tháng bận rộn, tất bật nhưng làm nhiều chưa chắc được hưởng nhiều. Tương hại xuất hiện có dấu hiệu cạnh tranh mạnh, mâu thuẫn, lục đục nội bộ. Thời điểm này, cô chú nên tập trung làm tốt công việc của mình. Cô chú tuyệt đối không tham gia vào các cuộc tranh đấu nội bộ kẻo hại thân. May mắn tài lộc của cô chú tuổi Quý Hợi trong tháng có tài tinh chiếu mệnh nhưng mới chỉ khởi sắc ở mức độ vừa phải, chưa thực sự mạnh. Tuy nhiên tình hình kinh doanh, buôn bán có phần chững lại, thiếu sự đột phá. Tháng cô hồn, cô chú nên thận trọng trong đầu tư kinh doanh kẻo bị thua lỗ. Thứ hai, tử vi tháng 8 âm lịch. Cô chú tuổi Quý Hợi nên chú ý đến vấn đề sức khỏe của bản thân trong tháng 8 âm lịch. Do vận khí giảm sút nên tháng này nguy cơ bệnh tật của cô chú sẽ cao hơn. Ban đầu cô chú có thể chỉ thấy cơ thể luôn mệt mỏi, thiếu năng lượng. Nhưng lâu dài sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày, cô chú chớ nên chủ quan với những tín hiệu bất thường mà cơ thể lên tiếng. Sức khỏe giảm sút cũng kéo theo trạng thái tinh thần của cô chú khó có sự hăng hái cần thiết khi làm bất cứ việc gì. Đặc biệt là trong công việc, cô chú làm việc như một cỗ máy, mất đi sự hào hứng như trước đó. Cho nên cô chú cũng không thể bỏ qua việc nuôi dưỡng tinh thần. Thứ ba là tử vi tháng 9 âm lịch. Trong tháng 9 âm lịch, vận trình sức khỏe của cô chú tuổi Quý Hợi vẫn chưa được tốt cho lắm. Cô chú cần chú ý nhất nghỉ ngơi, sinh hoạt khoa học. Rất có thể sức khỏe suy giảm cũng sẽ kìm hãm sự nghiệp, cô chú có nhiều tham vọng muốn thực hiện nhưng cơ thể lại không cho phép. Do đó, cô chú thường xuyên cảm thấy bất lực trong tháng này, khiến tâm trạng ngày càng buồn chán. Tài vận của cô chú thời gian này cũng khó mà như ý khi thu nhập không có dấu hiệu tăng. Kiếm tiền khó khăn mà tiêu thì quá dễ dàng. Các khoản chi tiêu tháng này phát sinh nhiều, lại có dấu hiệu phá tài, cô chú cần thận trọng. Thứ tư là tử vi tháng 10 âm lịch. Sang tháng 10 cũng chính là tháng bản mệnh, cô chú tuổi quý hợi đương đầu thái tuế, vận trình tiềm ẩn nhiều hung hiểm. Do đó, cô chú cần phải luôn nhắc nhở bản thân làm gì cũng thận trọng, tính toán kỹ càng trước khi hành động. Trong tháng công việc thì trì trệ, thiếu tính trơn tru, lại có điểm báo cạnh tranh, đấu đá và tiểu nhân hãm hại, dù không có ý tranh giành, bon chen nhưng cô chú vẫn có thể bị lôi vào cuộc vì sự cản nệ. cho nên cô chú cần phải thật thận trọng trong việc tin tưởng người xung quanh và đề phòng bị đâm lén sau lưng. ngoài ra đây cũng không phải tháng thích hợp cho việc đầu tư kinh doanh. cô chú chớ vì cả tin mà bị lừa gạt chiếm đoạt tài sản. thứ năm là tử vi tháng 11 âm lịch. Trong tháng 11 âm lịch, vận trình của cô chú tuổi quý hợi có dấu hiệu khởi sắc về tài vận nên dù công việc vẫn gặp khó khăn nhất định nhưng cô chú cũng được an ủi phần nào. May mắn về tài chính đã giúp cô chú không còn nỗi lo về tiền bạc. Ngoài đến từ thu nhập chính thì còn dựa vào khoản tích lũy lâu dài và biết đầu tư đúng chỗ, việc làm ăn diễn ra suôn sẻ như ý. Bên cạnh đó dù công việc có trở ngại nhưng cô chú cũng không nên nản chí vạn sự khởi đầu nan, hãy cứ tin rằng những nỗ lực hiện tại của mình rồi sẽ được đền đáp xứng đáng ở một thời điểm không còn xa nữa. Thứ sáu là tử vi tháng 12 âm lịch. Bước sang tháng 12 âm lịch, vận trình tài lộc của cô chú tuổi quý hợi vẫn duy trì mức vượng phát như tháng trước, số dư tài khoản ngày càng tăng lên. Đây cũng là tháng cô chú nhận được các khoản tiền thưởng cuối năm nên không phải lo lắng về tiền bạc. Nhờ vậy, chi tiêu sắm Tết khá rủng rỉnh, không phải suy tư nhiều. Ngoài ra là tháng cận Tết nên khối lượng công việc dồn dập nhiều kế hoạch cần quyết toán cuối năm. Nhưng, cô chú vẫn có thể xử lý đâu vào đấy. 4. Vận hạn của tuổi quý hợi trong vận trình nửa cuối năm 2021. Thứ nhất là sao hạn tuổi quý hợi. Trong thời gian 6 tháng cuối năm chú tuổi quý hợi may mắn được sao thủy diệu chiếu mệnh. Đây là sao tốt chủ về tài lộc, hỷ sự, trong nhà có nhiều chuyện vui. Sao này rất tốt cho những người mệnh mộc, tuy nhiên sao này kỵ nhất vào tháng 8 âm lịch chủ về thị phi, khẩu thiệt mất mát của cải, bị đàm tiếu, nói xấu sau lưng. Thời gian này chú cũng cần chú ý đến hạn thiên tinh. Bởi khi gặp hạn thiên tinh phải đề phòng ngộ độc. Đi ra ngoài chú cũng cần cẩn trọng có thể gặp chuyện tai bay và gió nên chú ý lời ăn tiếng nói. Còn với cô tuổi quý hợi cũng may mắn được sao mục đức. Sao mộc đức được coi là phước tinh mang lại may mắn, an vui, tốt lành nhất là về hôn sự, gia đạo tốt nhất là vào tháng 10 và tháng chạp âm lịch. Tuy nhiên, cô vẫn cần đề phòng bệnh tật phát sinh, nhất là liên quan về khí huyết trong cơ thể. Bên cạnh đó cô cũng cần để ý đến hạn tam kheo. Khi gặp hạn tam kheo thì cô nên đề phòng thương tật ở chân tay, đi xe cộ nên cẩn thận, chú ý chứng phong thấp, bệnh xương khớp và chứng mỏi mắt hay mắt bị mờ. Thứ hai là luận hung cát niên vận 6 tháng cuối năm 2021 theo lá số tử vi. Cung mệnh trong thời điểm này của cô chú tuổi quý hợi gồm có sao thiên mã báo hiệu dịch chuyển nhiều, về cả suy nghĩ cũng như nơi ở, nơi làm việc. Và có sao điếu khách mang điểm báo gia đình có chuyện buồn khóc. Cung tam hợp thì lại có nhiều sao xấu quy tụ như tăng môn, đại hao, tuế phá, thiên hư, gây hao tán tiền của, cản trở công việc, gây tai nạn bất ngờ, đồng thời gia đình có tăng chế cuối cùng là cung sung chiếu thì gồm có các tinh thiên phúc long trì thúc đẩy nhân duyên tốt nhưng có các hung tinh tuần triệt quan phù thiên khốc lại báo hiệu sự trắc trở khó khăn gia đình có người đau yếu xin chào và hẹn gặp lại Thứ ba, về mặt tình cảm gia đạo. Chuyện tình cảm của anh chị có dấu hiệu phát triển khá tốt đẹp. Người độc thân chinh phục được ánh mắt của bạn khác giới trong những buổi tụ tập bạn bè nhờ bản tính cởi mở và hài hước của mình. Bản mệnh sẽ quen được những người bạn chân thành, có cơ hội tìm được người như ý muốn. Anh chị tuổi quý hợi sinh năm 1983 cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời và lắng nghe nhau. Trong tháng 6 âm lịch này gia đình anh chị sẽ gặp những xích mích cái, tranh luận giữa bố mẹ và con cái là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh. Tìm lối giải quyết vấn đề tồn động thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm gia đình. Chính vì vậy để kích hoạt vận đào hoa, thầy Gia Cát khuyên anh chị tuổi quý hợi hãy mang bên mình pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân, hợi mão mùi. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ thiên địa nhân hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời những anh chị tuổi quý hợi còn đang độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm tân sửu. Thứ tư về mặt sức khỏe. Những người sinh năm 1983 sẽ có sức khỏe tốt trong tháng 6 này. Sự nghiệp trôi chảy, cảm xúc ổn định và tập thể dục thường xuyên sẽ góp phần vào sức khỏe tốt của anh chị. Nhưng anh chị phải tránh xa rượu và thuốc lá. Năm nay, sự giao thiệp xã hội gia tăng có thể yêu cầu anh chị uống và hút thuốc nhiều hơn cho dù sức khỏe của anh chị tốt đến đâu hút thuốc và uống quá nhiều có thể phá vỡ cơ thể của anh chị vì vậy tốt hơn hết anh chị nên cắt đứt hoặc giảm dần giao tiếp xã hội và chăm sóc cơ thể tốt hơn anh chị cần chú ý về các bệnh về dạ dày đại tràng cố gắng hạn chế sử dụng các chất kích thích để bệnh không nặng hơn các anh chị tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí Phong Thủy Minh Quang Pháp Bảo, đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất thầy gia cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các anh chị quý hợi. 3. Ngày cát lành và ngày đại kỵ trong tháng 6 âm lịch đối với tuổi Quý Hợi tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 6 năm 2021 tức ngày 10 tháng 7 năm 2021 đến ngày 7 tháng 8 năm 2021 dương lịch. Tháng Ất Mùi có nạp âm là Sa Trung Kim. Tháng Mùi lục hợp ngọ, tam hợp mão và hợi thành một cục, sung sửu, hình sửu, hại tí, phá tuất tiệt sửu. Đối với người tuổi quý hợi trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch 11 tháng 6 năm 2021, tức ngày 20 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là kỷ tỵ. Thứ hai là ngày âm lịch 23 tháng 6 năm 2021, tức ngày 1 tháng 8 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là tân tỵ. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi quý hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết không nên vung tay quá chán đồng thời để công việc thành công may mắn kích công danh tài lộc tình duyên các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy minh quang pháp bảo đồng thời nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ và tăng cường vận khí giúp gia chủ đón tài lộc nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cắt lành để anh chị tuổi quý hợi tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng. Hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể tiến hành công việc. Thứ nhất là ngày âm lịch 8 tháng 6 năm 2021, tức ngày 17 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là bính dần, có nạp âm là lô trung hỏa thứ hai là ngày âm lịch 20 tháng 6 năm 2021, tức ngày 29 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là mậu dần, có nạp âm là thành đầu thổ. Quý vị thân mến, trên đây Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ vận trình tử vi của tuổi quý hợi trong tháng 6 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.